Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư thương mại với các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 11, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thăm và làm việc với tập đoàn Lucid, một tập đoàn sản xuất ô tô điện lớn ở Mỹ đang tìm kiếm cơ hội hợp tác về Việt Nam. Tập đoàn Lucid được thành lập vào năm 2007 là một trong những thương hiệu xe ô tô điện lớn của Mỹ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kevin Callahan, Phó Tổng Giám đốc chuyên trách về chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hưng Yên cũng như các chính sách nhằm khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp. Hai bên đã trao đổi sơ bộ về nhu cầu hợp tác, khả năng đáp ứng của phía Hưng Yên nếu tập đoàn về đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã mời lãnh đạo tập đoàn Lucid về thăm tỉnh, tìm hiểu thực tế tại địa phương. Ông Kevin Callahan, Phó Tổng Giám đốc đã vui vẻ nhận lời. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm và lái thử xe ô tô điện Lucid.